Xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Trí Nhỏ. Mình là Sóc, Nguyên Lý Nam Anh. Sau mấy tháng trời không góp mặt trên kênh vì lý do là ôn tập học kỳ thì bây giờ mình đã quay trở lại kênh Giải Trí Nhỏ và với một thử thách là ăn tô mì khổng lồ. Tô gì? Tô phở chết. Tô phở khổng lồ. Phở gì các bạn không biết. Ok, giờ bắt đầu ăn đi. Đây là bát của Ben. À, đây là bát của Bông. Có hình con bò cười với dòng sữa Vinamilk và một ít thịt bò cộng với một ít phở không hành. Của Ben thì cũng thế, nhưng mà ăn bằng một chiếc bát tròn tròn làm bằng sứ chính hiệu từ Bát Tràng. Còn bát của tôi thì là bát to nhất và là bằng nguyên một bát phở 30.000 phở tái nha. Và giờ chọn len nha. Có tập trộn lên xem là phở rất là nóng và rất là thơm. Mời Bông và Ben ăn sáng và mời toàn thể các quý vị đang xem kênh Giải Trí Nhỏ ăn phở buổi sáng nha. Mùi thịt bò không được thơm lắm nhỉ. Con trai được ở đây, con trai được bố. Xem ra là anh Ben không có kinh nghiệm ăn phở rồi. Rồi chấp nhận nhé. Thảo ra hơi nước à? Có cần nhất thiết là phải trong một khoảng thời gian như 15 phút rồi không? Ăn thật nhanh. Ok, ăn thật nhanh. Chơi luôn. Con phải ăn thật nhanh. Không được. Đây là thử thách. Ăn hết phở và ăn thật nhanh. Trong vòng 15 phút. Thì cho anh khác ăn thịt. Trong vòng 15 phút nha. Thật nhanh. Em Bông lại không ăn thịt cho hết anh khác à. Rồi ăn thịt bò đi chứ. Nhanh nhất có thể nha các bạn. Nếu mà bạn nào đang xem thì có thể vào đường link gì gì đó để ăn phở ở vùng quê Phùng. Hai em ngồi ở quán phở rất là đẹp đúng không? What the hell? Ở sau có cả bể cá rất nhiều cảnh này, lọ hoa rất là đẹp. Đẹp ăn. Theo như tôi nhận xét thì chỉ một bát phở 25.000 thôi, mà nó cũng ngon hơn cả Lý Quốc Sư đều 50.000 ở ngoài nhà tôi. Không thể chấp nhận được Lý Chả Quốc Sư. Để xem ai ăn hết trước nhà người thành chiến thắng nha. Có chiến thắng thì được cái gì? Thắng có thưởng. Thưởng gì? Thưởng một bát nữa. Yay! Hay lắm. Con ăn bao nhiêu? Bát ăn để bát. Để bia chứ. Hôm nay bài em ăn phở rất là ngon đúng không? Mùi em Mông nhỉ? Em Mông dùng đũa rất giỏi đấy. Em Mông suốt kìa, ăn phở để cả kìa, đúng kìa. Tôi là một chuyên gia về môn ăn phở nên là tôi sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Anh đâu? Để xem ai người thành chiến thắng nào. Ăn xong trước có thưởng. Thưởng là một phát tát. Thưởng một bát phở mới. Wow. Con ngon thế rồi đấy. Thế rồi này thế. Anh sạch sẽ ở bên không thưa hết là bàn rồi. Không phải hết là bàn chứ. Em Mông đâu? Ăn có tí đi anh Sóc, phải ăn bát to. Bé rồi yêu cầu phải ăn hai bát. Ừ đúng rồi. Nên là theo em ít nữa. Nếu mà bé ăn một bát là không công bằng không các
bạn cảm giác cũng chơi đấy bạn. À mà ai muốn xem mình live stream trực tiếp thì lên Nimo TV. Vừa ăn vừa nhẹ ha, khó khổ thằng này. Nhẹ đâu mà nhẹ. Nhìn đây. Không người kia. Ăn này thêm nữa là. Có ăn hết à? Ừ, ăn hết không này thêm. Đâu Ben phải ăn 3 bát. Nếu mà cậu lấy tí tí thì phải ăn 3 bát. Còn Ben ăn khá là thành công rồi. Mày vô cũng thế. Không công bằng đâu các bạn ơi. Sóc thì mục tiêu là ăn 2 bát to. 2 bát to. 2 bát to. 2 bát to lo quá. Với sức thanh niên của Sóc thì có thể ăn 3 bát ô tô đúng không? Nhưng mà với một khoảng thời gian là 2 tiếng. Vô mấy phút rồi? 2 tiếng. 5 phút rồi. Cái như cái hồ học. Có vẻ thử thách này quá là dễ so với Sóc đúng không? Ừ. Còn em mong Ben thì phải nhanh hơn nào. Ben hút nước đi. Em mong thì ăn chậm nhất rồi. Thua anh rồi. Ăn nhanh em mong. Tôi kêu ăn tịch mật mà. Nhớ mình bắt được thêm à. Vâng anh chậm nhất. Em bắt nhất. Em bông mẹ nhất, em bắt nhậm nhất là đúng rồi. Các bạn ơi, bên dùng nhiều vào. Của ai ơi? Quả bông. Chả bánh luôn nữa. Quả bông. Có nước đâu mà bắn. Đây. Các bạn ơi, phở nóng và ngoan quá à. Nếu mà bạn nào thèm thì các bạn nên tắt video và chuyển đến cuối để xem kết cục là ai thắng nhé. Anh lưu ý nội dung của clip không cảnh báo là không dành cho những người đang đói hoặc là ăn kiêng. Để cho mọi người cứ nhắn tin thèm quá không biết xử lý bao nhiêu lâu cho nổi. Nhớ là ăn hết bát là phải hút hết cả nước đấy nha, phải tính nha. Không tính. Không tính. Phải tính là hút hết cả nước. Không tính. Nếu mà các bạn không tính là hút hết nước thì cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình. Nếu không nghe cái bẩn lắm. Nhớ bông mè bé rồi. Bối à. Ủa? Bông thì tao chỉ cần một bát thôi. Bông người biết. Bông người biết cần hết rồi nè. À, xong chưa? Mình muốn ăn nước.
kiểm tra là úi rồi anh Sóc ăn hết sạch phở, thậm chí cả rau và thịt, nhưng mà nước thì lại không hút hết. Không hết rồi, không tính nước của Ben đâu. Úi rồi Ben, hết phở, hết thịt, hết rau, hết cả nước. Ben rất giỏi đúng không? Bông người biết nước rồi. Em Bông đâu? Cháu hết. Em Bông thì gần hết rồi. Em Bông cũng rất giỏi. Bây giờ thử thách ăn phở của mình đã hoàn thành và chắc chắn là bạn biết ai là người chiến thắng rồi. Để các bạn nhớ like và subscribe kênh để mình có nhiều động lực để làm thêm những clip tiếp theo. Hẹn gặp lại với các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.